Everybody. Today we are back with a new Vietnamese grammar and vocabulary lessons. As you might have known, Vietnamese cuisine is quite famous for its rich and robust flavors created by the sophisticated combinations of herbs and spices. Besides pho and bánh mì, we do have a long list of incredible dishes that can make your mouth water. So if you live here in Vietnam or we'll be traveling to Vietnam occasionally or even on a daily basis, you will find yourself eating out at restaurants or ordering food at street food vendors. So in today's lesson, we will learn a few simple phrases and grammar patterns that will come in handy when you're out there buying food and other items as well. Here are the two words that we'll focus on in today's lesson. Word number one, jiao. Jiao means to give, to hand over, to grant, to transfer the possession of something to someone. Word number two, thêm. Thêm means more, else, additional. It also means to increase the size, the amount, the number, or the quality of something. So when you want to order food, or something, you can use this grammar structure. Jiao, pronoun, quantity, camera word, noun or food name. Here is an example. Jiao em một tô phở. Jiao em một tô phở. So now if you want to request someone to give you more of a particular food item that you have already ordered or to give you something else in addition to what you have already ordered, then you can use this grammar structure. Jiao, pronoun, thêm, quantity, counter word, and noun or food name. Let's try it. Cho em thêm một tô phở. Cho em thêm một tô phở. Or cho em thêm một ly nước. Cho em thêm một ly nước. Quite easy, isn't it? Now let's watch a short video together to see how people use these grammar structure in a real life scenario. Chào mừng chị đến với nhà hàng VOS. Em mời chị ngồi. Em gửi chị menu ạ. Cho hai phần cơm trắng, một canh chua, một rau muống xào tỏi. Thêm gì nữa không ạ? Cho thêm một phần thịt heo kho tiêu, bốn con tôm càng xanh hấp, một phần mực xào và một phần rau củ quả lục trắng kho quẹt. Dạ, có liền. Em chào chị. Em gửi chị menu ạ. Cho chị một tô mì tôm. À, em ơi. Dạ. Thêm gì nữa hả? Cho chị thêm hành lá nữa nha. I hope you guys enjoyed the skit. Now we will go over a few more practices together before we say goodbye. Cho anh một cái pizza hải sản loại nhỏ. Cho anh một cái pizza hải sản loại nhỏ. Cho chị 5 cái gỏi cuốn, 1 lon nước ngọt. Cho chị 5 cái gỏi cuốn, 1 lon nước ngọt.
cho chị một ly cà phê đá. Cho chị một ly cà phê đá. Cho một ly cà phê đá. Cho một ly cà phê đá. Cho một cà phê đá. Cho một cà phê đá. Cho ly cà phê đá. Cho ly cà phê đá. Cô ơi, cho con thêm 2 ly nước cam. Cô ơi, cho con thêm 2 ly nước cam. Em ơi, cho chị thêm 1 chén nước chấm nha. Em ơi, cho chị thêm 1 chén nước chấm nha. Em ơi, cho thêm 1 chén nước chấm nha. Em ơi, cho thêm 1 chén nước chấm nha. Em ơi, cho thêm chén nước chấm nha. Em ơi, cho thêm chén nước chấm nha. Em ơi, cho thêm nước chấm nha. Em ơi, cho thêm nước chấm nha. Cho chú một tô bún bò thêm giò heo. Cho chú một tô bún bò thêm giò heo. Cho 2 phần cơm tấm sườn bì trứng. Cho thêm sườn nha. Cho 2 phần cơm tấm sườn bì trứng. Cho thêm sườn nha. Cho tô phở thêm ly trà đá nha. Cho tô phở thêm ly trà đá nha. Con ơi, cho bà 2 quả bưởi. Măng cụt nhìn tươi quá. Cho bà thêm 1 ký măng cụt. Con ơi, cho bà 2 quả bưởi. Măng cụt nhìn tươi quá. Cho bà thêm 1 ký măng cụt. Alright guys, this is all we have for today's lesson. If you find today's video to be useful and interesting, please like, share and subscribe. Thank you for watching and we'll see you guys again in the next videos. Thank you.